chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh em mình lại đi ra ngoài câu cá mọi người ạ. Mọi người có nhận ra ai đang đi sau mình đây không? Chú Toán nhà quê. Nhà quê. Mọi người mà muốn xem về dã ngoại câu cá trên mọi miền Tổ quốc thì có thể sang kênh Toán nhà quê để xem về những gọi là hôm buổi câu cá tuyệt vời nhá. Chú thì chuyên cảm ơn anh em Tam Mao. tất cả các thể loại nhiều. Hôm nọ Mao Đệ là xem chú Toán câu cá ngạo được cực kỳ nhiều nên là rất là máu đi câu. Thế là hôm nay câu cá ngạo đúng không? À, hôm nay sẽ được thử câu sộp đã. Đi trải nghiệm câu cá cùng chú. Được đi câu với lại anh em nhà ta Mao tôi rất là vui. Rất là tuyệt vời. Đây là hai nhân vật nó rất là nổi tiếng và Toán nhà quê rất là hâm mộ. Vâng. Cháu cũng hâm mộ. Thấy câu siêu đấy. Đây. Tặng thêm Mao Đệ mấy con này nữa này. Đây. Mấy đây là mấy con câu cá nhé. Cá nhác đấy. Ở đây, cá nhác đây. Đây. Đây là cả con Orochi đây, cũng là đây để đấy. Còn hai con này là con HD, hai con này đánh nổi. Chưa đánh nổi thôi. À đây, anh em mình được chú Toán tặng cho hai mùi câu sộp và mùi này mùi gì nhỉ chú nhỉ? HD. Mùi HD rất là nhạy nhá mọi người nhá. Với lại mấy cái mùi câu lua. À. Đây, Mao Đệ đút vào đấy đi. Để thử luôn. Mình sẽ test luôn con mùi mùi mới nhá. Con với những con cá mà nó nhát nhá, cá mà nó dạ. nó bị nhát mồi rồi thì tặng thêm con này. Con này là con mùi mới đấy, chuẩn bị ra lò này. Thêm con này nữa. Đấy, con đây. Con này là con nó nhát mồi rồi thì dùng. Cá mà nó nhát mồi thì ăn. Có gấp chưa? Dạ. Chưa gấp à? Đây chưa gấp thì tặng luôn nó lại cái góc nhá. Có góc nhá. Đây. Mình sẽ test luôn con mồi mới của chú Toán tặng nhá. Có kìm chưa? Cháu kìm có cá chưa? Kìm thì ở nhà có rồi. Thì xem có hai kìm không? Có hai kìm tặng luôn cái. Kiểm tra thì vô luôn lúc nào cũng mang đi phòng nữa. À đây rồi. Đây có hai cái kìm rồi. Tặng luôn cái kìm này. Hôm nay được chú Toán tặng bán nhiều quà đấy nhá, Mao Đệ. Lúc nào được thì mình sang lấy kìm. Cái kìm gỡ như cái này không dễ mà nó văng vào tay nó rất nguy hiểm. Nó quật túi luôn. Xa. Chắc luôn cái mùi mới. À mấy câu góc nào. Và xong cái này. Góc bên đây thôi. Xưa thật là xưa. Mọi người đang xem Mao Đệ nhá. xem có được con nào không. Này, Mao Đệ rất là nhâm nhảy đúng không? Nhâm nhảy. Siêu nhâm nhảy này. Mắc cước mọi người. Mắc cước máy này. Hết sức cẩn thận. Cái gì đấy? Chít cái này. Mao Đệ vừa dự trượt một con. Đi cút.
không vào này đâu. Tôi không nhìn cát đấy. Thế này, đây này, nó có mở hết ra đâu. Ui, em đang trượt con ở đấy đấy, nó lại đớp lại trượt vào nữa. Nó tận chưa đầy nó đã đớp rồi. Nó tận tự đóng này. Một con vừa ở trong bờ chạy ra rồi chú ạ. Cái hồ của nhà ông Bích ở đâu kia không? À, không được con nào mọi người ạ. Căn bản là người ta đánh bống ở kia với kia xung quanh khu vực cái đảo này rồi. Động hết nước rồi. Cho nên bây giờ anh em mình sẽ di chuyển đến địa điểm khác để câu. Hôm nay phải bắt được bằng được cá. Được một con cá mọi người ạ. Nó đây này. Nó cắp mân mồi và đứt cước. Đứt cả dây dù mà vẫn bắt được cá. Đứt cước. Chạy ra kéo dù vào tí nó mất một con mồi. Đứt cả dù, con cá rất nhỏ đứt dù. Chú cháu mình câu từ lúc chả được anh ấy Phật vừa đúng một phát thôi. Sát cá không khác. Sát cá này. Nói thật mà, anh vừa ném đúng một phát nhỉ. Phải quánh phải gần mới bãi cây mai dương rồi mới thì bọn em quánh xung quanh cái đảo này rồi mà. Ôi con này mù tưởng rồi. Nó động. Tưởng nó động kia. Nó lao vào và giật phát đứt luôn dây này mà dây dù. Con này cỡ bổ sung để cho đây. Mau ca thả rồi quay lên cho nó đẹp. Đây. Tí nữa cắp mất con này. Đây kìm. Kìm gỡ. Cặp kìm vào. Mồm rộng này, bọn này. Lại được. Trời. Đùa. Ông sắt cá kinh chứ nhỉ. Lại làm con nữa này mọi người. Con này vẫn bé. Ơi. Ôi dồi ôi. Đi ra đón khách đi đảo khác câu. Ôi anh em Phật tư sáng trả được. Ông em Phật hai phát được hai con. Chịu luôn. Ôi là ôi à. Khả năng mình lại phải Phật lại xem nào. Hay là do tay hay là do kia nhỉ? Rõ ràng cần mình câu từ lúc nãy bằng cái cần này. Đấy. Bé quá lại thả nhá mọi người nhá. Con trước cũng thả vào rồi. Cần mình câu từ lúc đây này. Không được, ông câu ông phát. Giật phát đầu tiên đứt cước. Phát thứ hai làm luôn con nữa. Kìa, mau ca đã đứng tất bên kia. Đấy. Toán này hồi bên này của nhà ai đấy? Hả? Của khác. Thế là chủ toán anh em với nhà này.
thu anh em mới ở nhà. Vâng. Cá to lắm, rồi con này to lắm. Con gì ấy? Chụp. Từ từ. To lắm. Chú kia bọn cháu ơi. Đây. Ui, to. Nhấc lên cho nó. Nó quẩy quấn mãi ở ngoài kia ấy. Cháu lôi mãi nó mới vào đến đây đấy. Ui, xa thỉnh chưa? Siêu to luôn. Đây chẳng cơ. Em quá khủng. Con này phải hai cân mới ấy. To hơn cả chim rồi. Quanh cân. Con to hơn cái đuôi của em này. To hơn chim. Nhìn đâu hết được. Sợ luôn. Chim bằng một cái chân của em à. Xoa. Gỡ cái này à. Ê. Thôi, cho mọi người xem ơi. Ui. Ôi. Úi. Quái vật ơi. Quái vật ơi, cá sộp ơi. Ôi. Đầu nó này. Xa. Đi nó cắm. À, cắm que đốt nha mọi người nhé. Ăn ngọt lắm, ăn ruột thì mới ngon này. Đi mang sang. Mà cháu quê mò đại cá mắt. Wow. Mò đại cá rồi. Đen. Đây thì rơi cái cảnh cây đẹp nhé. Wow. Cá của mò đại câu yêu mọi người nhá. Siêu to khổng lồ. Cực to luôn. Quả mồm nó đã nhỉ. Hôm nay nó rong. Rong tí. Ông này mà tí rơi bố trong hồ nhờ. Ui mắt nó to này. Ăn to hơn cả tay ông này. Úi dồi ôi, tay ông này mới ông đây. To gấp 3 lần. Tiếp, bằng cái đùi. Bằng con đùi, này thì nó... Bằng đùi mau. O đệ này. Con này thì nó cắm cọc nướng ăn sướng. Con này á, về nướng có khi 4-5 lửa nó mới chín được ấy. Con này mà nướng phải bọc cái bạc chứ này nướng, nhưng mà nướng để nguyên con rồi cắm cọc còn lâu mới chín được. Tiếp, con này nó đục đen. Yeah. Siêu to, siêu kinh điển. Xuống gần. Trong nó rít á. Ôi. Cả nó tát đấy, đuôi nó tát ra phát rồi. Mà cái gì? Mấy chuyện đi ra rồi. Đâu? To không? To. Lưu nó làm phát. Đâu? Phát ở đâu? Kéo vào, kéo cước. Không được, lôi thế là đứt. Lột rắn này. To không? Anh Cường Trang đi thuyền cơ em ấy. Thuyền đâu? Thuyền sang gửi cho. Sao đấy? Kéo cả mày xuống đấy mày. Ui. Câu muôn về một ngày của anh ấy. Đi ngã mọi người. Bà đệ đang đưa một con nhưng mà mắc ở ngoài nhé mọi người. Lột rắn này. Ui. Đấy. To quá. Đang mắc ở ngoài. Trung Bin đang đi ra để gỡ cho mọi đệ. Nó lôi lư trong lôi cước. Đợi giải cứu. Hơi đau uống. Mắc một bèo rồi. Con này to không? Không biết. Nó lôi vào đấy nhanh lắm.
Đi về bác ấy bảo tao ta gỡ đây. Không. Em lại còn đang con đây à? Không, nó căng chỉ nó là cá. Con mắc nó phải kéo nó căng. Cứ thả trùng đi, không sao đâu, lưỡi nó đóng vào mồm mà. Thả vào. Anh đánh lưỡi đúng không? Anh mồi mềm đúng không? Vâng. Mồi mềm lưỡi đơn không sợ, cứ thả cứ để lỏng cho nó gỡ. Đừng căng nó gò thế đấy. Ở chỗ đấy vì nó có cái dây. À ơ khéo mà mắc vào dây kia rồi. Ờ, dây thép đây. Mắc dây thép rồi. Dây thép qua rồi. Đấy nhìn này, cái dây thép căng qua. Mở hẳn quang máy ra. Cá đâu? Vâng. Chạy một thằng vớt vào đấy luôn. Vâng, Trung Bình đã bị ăn một cú lửa. À. Lửa nó ra gỡ lưỡi hộ à. Dây nó chéo mà. Bài này. Bao đây được. Rồi bài này quen lắm. Bài này nó đùa. Vẫn có người mang lửa đệ. Ôi trời. Ông chạy vào đấy chân vả. Hôm nay đi rồi. Ôi trời ơi. Hôm nay khá là đen mọi người ạ, chỉ được mỗi có 2 con. Tại vì hồ lúc sáng lại. Ấy thế là không ai đâu, lưới để cái đuôi nó vẫy, để cái đuôi nó vẫy thì nó mới đi được. Tao mau ạ. Ê, anh bảo anh em con, mình mọi người nhá. Con quái ngư chưa? Đi thử ngay chưa? Có cân thử không nhỉ? Không. Dạ, lấy cân em lấy cân nhá. Ờ. Rồi mình sẽ thử xem mọi người đoán xem là bao nhiêu cân một con này nhá. Mình đoán thì tầm con này cân rưỡi. Con này chắc tầm cân 6 cân 7. Hai cân ơi. Không được đâu. Được. Không được đâu. Con to phải được 2 cân. À. Con em câu được phải cân 8. À. Cân 8. Cân 8. Trời, đoán chuẩn phết nhỉ. Con này. Con này cũng cân 8 à? Hai con bằng nhau, con này bé hơn đấy. Ấy. Ấy à. Cũng... một cũng thế, con này cân 7. Con này cân 7. Ờ, con này cân 7. Cân 7 với cân 8. Ờ, làm món gì nhỉ? Anh đi ăn món gì? Tôi đang chế. Hay là ăn thịt dê này anh đi. Không mổ đâu. Hả? Thịt dê bây giờ khó. Thịt dê không chín được đâu. Thế khó đấy. Khả năng sẽ đốt một con nấu canh nhỉ? Canh nấu canh chua. Nào mày chọn đi, đốt con nào. Con nào được, ai cũng bằng nhau mà. Ok. Con này dài hơn. Con nấu canh chua cho anh ăn chuột. Con em, con đốt cho em ăn chuột nhé. Ok. Rồi sẽ bắt đầu làm thịt con này nhé mọi người nhé. Cả con này sẽ con để đốt cả con này. À, con này sẽ con chim cuốc ấy, với cả chuột này. Đây là chó săn ấy. Chó nó săn được. To rồi, con này to rồi. Như con chuối rồi. Sao con chuối luôn. Ai ơi, cân con này nhá nào. Con chuột này chăm được bao nhiêu lượng? Con này phải 7 lạng. Đấy mà. 7 lạng. Cân con này. Con này 4 lạng. 4 lạng. Trồng tất vào. Cũng được mấy lạng. Con này chó nó... con này cũng to nhưng mà chó nó lôi hết chuột rồi. Nó cắn hết chuột rồi. Cân 6. Ôi sợ. À quên đấy. Cái nướng ngon lắm. Cố nè. Cân tăng lên nó lăn thịt lên xuống hết kìa. Anh đốt có cái đầu nó xí lên. Cho nó bơi tí đã, tí nữa hơ mình lấy. Cá lóc đốt thì phải đốt thế này, nhé, đốt rơm nhưng mà tối rồi, muộn rồi, đang rơm thì nhà ta đợi. Đây là con lóc bông đốt cho mọi người. Mà lấy cái này nhỏ thế. To thế. Nó vừa mới chia xong chia được không? Lóc bông rồi. Đây, con bông như to này. Đây. Thịt gà trọi xào sả ớt này. Lợn rừng nướng này. Đấy, canh cá đây. Canh cá lóc bông đây. Mọi người thấy nó chân chưa? Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này.
Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.